Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Thích Mẹo Vặt. Đôi lúc vì một lý do nào đó mà chúng ta muốn ẩn danh sách bạn bè của chúng ta ở trên Facebook mà không muốn cho người khác xem rằng là ta đang kết bạn với ai hoặc ta có những người bạn như thế nào. Thì làm sao để chúng ta ẩn cái bạn bè của chúng ta đi mà không để cho người khác xem? Thì để làm được điều này, chúng ta hãy vào trang cá nhân của chúng ta nhé. Sau đó chúng ta ấn vào cái biểu tượng ảnh đại diện của chúng ta ở phần phía dưới này. Các bạn kéo xuống vào phần cài đặt và quyền riêng tư ở đây. Sau đó các bạn chọn vào lối tắt quyền riêng tư. Ở đây các bạn lại tiếp tục kéo xuống và các bạn chọn phần xem các cài đặt quyền riêng tư khác. Lúc này các bạn kéo xuống đến cái phần mà ai có thể xem danh sách bạn bè của bạn ở đây. Đến đây, các bạn sẽ thấy là ai có thể xem danh sách bạn bè của bạn. Ở đây chúng ta có 4 tùy chọn. Thứ nhất, công khai là có nghĩa là tất cả mọi người có thể xem được bạn bè của chúng ta. Thứ hai là bạn bè thì có nghĩa là chỉ những ai đã trở thành bạn bè của bạn rồi thì mới có thể xem được cái danh sách bạn bè của bạn. Thứ ba là bạn bè ngoại trừ, có nghĩa là tất cả bạn bè của các bạn có thể xem được cái danh sách bạn bè của bạn nhưng ngoại trừ một số người ra. Để cài đặt phần này thì các bạn ấn vào phần bạn bè ngoại trừ. Sau đó các bạn ấn vào dấu tích ở bên phía góc phải này này. Đó, có nghĩa là khi mà các bạn ấn vào đâu thì những cái người này, các bạn chọn tên bạn bè của các bạn ở trong cái danh sách của bạn ấy. Bạn ấn vào cái dấu tích như vừa rồi thì những cái người này sẽ không xem được danh sách bạn bè của các bạn. Sau đó các bạn ấn vào nút xong ở đây. Thì lúc này nó sẽ hiển thị là bạn bè ngoại trừ, đây, bạn bè này, ngoại trừ những người có tên như thế này thì sẽ không được xem. Còn ngoài ra, các bạn có một lựa chọn nữa là các bạn ấn một phần khác ở đây. Các bạn sẽ chỉ hiển thị với một số bạn bè cụ thể thì các bạn lại chọn vào cái phần là bạn bè cụ thể này. Thì sau đó là bạn sẽ chọn những người nào chỉ có thể, những người này mới có thể xem được danh sách bạn bè thôi, có nghĩa là ưu tiên cho những người đó. Thì các bạn chọn dấu tích vào những người đó. Sau đó các bạn ấn vào xong. Thì như vậy là chỉ có những người bạn này mới có thể xem được danh sách bạn bè của bạn. Và đến tiếp theo, đó là phần lựa chọn là chỉ mình tôi. Có nghĩa là khi bạn chọn cái lựa chọn chỉ mình tôi này, thì chỉ có một mình bạn mới có thể xem được bạn bè của bạn thôi. Còn tất cả những người khác, kể cả từ bạn bè hoặc những người chưa kết bạn, nói chung là không có ai có thể xem được danh sách bạn bè của bạn. Đó là phần chỉ mình tôi. Thì khi các bạn ấn vào đây có dấu tích xanh như thế này thì Facebook đã tự động cập nhật rồi, cho nên là chúng ta không cần phải làm thêm thao tác nào nữa. Lúc này chúng ta ấn vào mũi tên đây để quay lại này. Thì các bạn sẽ thấy là ở đây là chỉ có một mình bạn thôi. Các bạn nhìn thấy cái chữ là chỉ mình tôi ở phía dưới này này. Thì có nghĩa là chỉ có một mình bạn mới có thể xem được danh sách bạn bè của các bạn thôi. Còn ngoài ra không ai xem được. Như vậy là Thích Mẹo Vặt vừa chia sẻ với các bạn cách để ẩn danh sách bạn bè ở trên Facebook. Hãy đăng ký kênh Thích Mẹo Vặt miễn phí và ấn vào chuông để nhận thông báo mỗi khi Thích Mẹo Vặt ra video mới các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở những video khác.